Xin chào các bạn đang theo dõi bản tin công nghệ VNews được thực hiện bởi kênh YouTube VChannel. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2018. Bản tin của chúng tôi sẽ gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. iPhone 3GS nguyên tem bất ngờ được hồi sinh tại quê nhà của Samsung với giá trị 40 USD. Nokia 5.1 Plus lộ diện màn hình tai thỏ hao hao iPhone X. Oppo Find X lộ diện trong poster chính thức có tai thỏ nhưng kích thước cực nhỏ. Xiaomi chuẩn bị ra mắt Redmi 6 Pro, Mi Max 3 và Mi Max 4. Mizu S 2018 ra mắt tại Việt Nam, màn hình 5.7 inch, chip Exynos 7872, vân tay bên hông. Sau một thập kỷ kể từ ngày ra mắt và sau gần 6 năm kể từ ngày bị khai tử, mới đây chiếc điện thoại iPhone 3GS đã bắt đầu xuất hiện tại Hàn Quốc với đầy đủ phụ kiện đi kèm. Sau 9 năm ra mắt, những tưởng iPhone 3GS đã hoàn toàn chìm vào quên lãng trước sự xuất hiện của rất nhiều thiết bị kế nhiệm cao cấp và hiện đại hơn. Nhưng không, dòng smartphone huyền thoại một thời của Apple sẽ chính thức được hồi sinh ngay tại quê nhà của Samsung chỉ với giá 40 USD, tức là khoảng 900.000 đồng. Mới đây, nhà mạng Hàn Quốc SK Telecom đã xác nhận iPhone 3GS sẽ chính thức lên kệ vào cuối tháng 6 này với số lượng có hạn. Đây là những thiết bị nguyên đai nguyên kiện được tìm thấy trong một nhà kho của họ. Vì thế, tất cả những phụ kiện đi kèm với hộp máy đều sẽ được giữ nguyên như 9 năm trước đây. SK Telecom cho biết họ sẽ tiến hành kiểm tra cẩn thận để đảm bảo phần cứng của mọi thiết bị vẫn hoạt động ổn định. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng iPhone 3GS sẽ chỉ có thể cập nhật lên phiên bản iOS 6 và sẽ không hỗ trợ rất nhiều ứng dụng cũng như tính năng phổ biến nhất hiện nay. Ngoài ra, quá trình sửa chữa, thay phụ kiện cũng sẽ gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là sau khi Apple đã chuyển sang sử dụng cổng Lightning kể từ dòng iPhone 5 năm 2012 để thay cho cổng kết nối 30 pin trên 3GS. Mặt khác, nếu quá trình kiểm tra diễn ra suôn sẻ, những tính năng cơ bản như gọi điện, nhắn tin hay nghe nhạc vẫn có thể hoạt động ổn định trên iPhone 3GS. Như đã nêu trên, mức giá dành cho của hiếm này chỉ có khoảng 40 USD, thấp hơn rất là nhiều so với đại đa số các smartphone hiện nay. Ví dụ như iPhone SE, một trong những thiết bị bèo nhất của Apple cũng đã có giá hơn 10 triệu đồng tại Hàn Quốc rồi, nghĩa là gấp hơn 10 lần so với 3GS. Apple đã chính thức ngừng sản xuất iPhone 3GS từ năm 2012, khi đó dòng smartphone này đã nhận được 3 bản cập nhật iOS lớn, bắt đầu từ iPhone OS 3. Cái tên iOS chỉ chính thức được áp dụng từ tháng 6 năm 2010 với phiên bản iOS 4 sau khi Apple cho ra mắt thế hệ iPad đầu tiên vào ngày 27 tháng 1 trong cùng năm đó. Mặt khác, Apple cũng đang rất tích cực sản xuất cũng như là tiêu thụ nhiều thế hệ iPhone cũ hơn tại nhiều thị trường như Ấn Độ để duy trì sức mạnh cạnh tranh với những chiếc smartphone tầm trung đến từ các đối thủ khác. Tuy nhiên, hồi sinh một dòng máy đã tồn tại gần một thập kỷ như 3GS đây có lẽ là những chiến lược mà họ chưa bao giờ nghĩ đến. Dựa trên bản vẽ CAD bị rò rỉ gần đây thì các nhà thiết kế đã dựng lại một video 360 độ của chiếc điện thoại Nokia 5.1 Plus để mọi người có thể tiện theo dõi. Vài tuần trước đây, SMD Global đã trình làng 3 smartphone mới tại Nga. Những mẫu smartphone này là Nokia 2.1, Nokia 3.1 và Nokia 5.1. Phiên bản nâng cấp là mới của Nokia 2, Nokia 3 và Nokia 5 ra mắt năm ngoái. Ngoại trừ một mẫu cao cấp trang bị chip Snapdragon 845 ra, thì có vẻ như các fan chẳng muốn thêm bất cứ chiếc smartphone Nokia nào nữa. Tuy nhiên, SMD Global lại không nghĩ như vậy. Theo thông tin rò rỉ gần đây nhất, SMD Global đang phát triển chiếc smartphone Nokia 5.1 Plus. Bản vẽ CAD rò rỉ cho thấy 5.1 Plus sẽ có màn hình tai thỏ tương tự như Nokia X6. Dựa trên bản vẽ CAD, các nhà thiết kế sẽ mau chóng dựng lên video 360 độ của Nokia 5.1 Plus. Kích thước của chiếc smartphone này là 149.5 x 71.9 x 8 mm và kích thước màn hình là 5.7 inch. Phần tai thỏ của Nokia 5.1 Plus có kích thước lớn hơn so với Nokia X6, nhưng chưa rõ nó có được trang bị tính năng mở khóa bằng khuôn mặt hay là không. Phía dưới màn hình vẫn có cái cầm với kích thước vừa phải, và đó là nơi đặt logo của Nokia. Mặt sau của Nokia 5.1 Plus có thiết kế tương tự như Nokia X6. Chúng ta có thể thấy cụm camera kép xếp dọc hơi lồi lên một chút so với khuôn máy. Phía dưới cụm camera là cảm biến vân tay, mặt lưng của máy được làm bằng kính. Mặt sau của Nokia 5.1 Plus có thiết kế tương tự như Nokia X6. Chúng ta có thể thấy cụm camera kép xếp dọc hơi lồi lên một chút so với khuôn máy. Phía dưới cụm camera là cảm biến vân tay, mặt lưng của máy được làm bằng kính. Hiện tại thì thông số của Nokia 5.1 Plus vẫn chưa bị rò rỉ, tuy nhiên chắc chắn nó sẽ mạnh hơn Nokia 5.1 một chút và yếu hơn Nokia 6.1. Nếu được ra mắt, Nokia 5.1 Plus sẽ là chiếc smartphone Nokia thứ 9 mà SMD Global trình làng trong năm nay. Trong một poster quảng cáo được đăng tải gần đây, thì Oppo đã chính thức xác nhận thiết kế mặt trước của chiếc điện thoại cao cấp Find X sắp được ra mắt của mình. Nhìn vào hình ảnh này, chúng ta có thể thấy Find X có thiết kế tai thỏ nhưng kích thước phần rãnh đặt camera trước
loa thoại và cảm biến được tối thiểu hóa hết sức có thể. Ở cạnh dưới, Apple cũng cố gắng giảm kích thước cái cầm xuống mức nhỏ nhất. Ngoài ra, cạnh dưới và X trông giống như được trang bị chạy LED thông báo tương tự như là Fold 7 ra mắt năm 2014. Về thông số, theo những thông tin rò rỉ, Fold X có màn hình AMOLED 6.4 inch, độ phân giải 2K và tỷ lệ 19:5:9. Chính Apple đã xác nhận Fold X sẽ dùng chip Snapdragon 845, 8GB RAM và dung lượng lưu trữ là 256GB. Theo Tenna, Fold X cũng sẽ có phiên bản với dung lượng 128GB, máy dùng viên pin 3730mAh. Phía sau Fold X là cặp camera kép với cảm biến chính 20MP, khẩu độ f2.0 và cảm biến phụ 16MP, khẩu độ f2.0. Phía trước phục vụ chụp ảnh selfie là chiếc camera với cảm biến 25MP, khẩu độ f2.0. Các tính năng nổi bật khác của Fold X bao gồm khả năng zoom quang học 5X, nhận dạng khuôn mặt 3D, cảm biến vân tay dưới màn hình và sạc nhanh Super VOOC. Fold X sẽ chạy Android 8.1 Oreo với giao diện ColorOS 5.1 và dự kiến có hai màu đỏ và xanh. Ngoài mẫu điện thoại Mi Max 3 và mẫu tablet Mi Max 4, thì Xiaomi Trung Quốc còn chuẩn bị ra mắt một phiên bản Pro thuộc dòng Redmi 6 vừa được giới thiệu cách đây ít lâu. Hình ảnh mẫu smartphone lạ với viền màn hình dày có tay tỏ xuất hiện trong website của cơ quan cấp chứng nhận thiết bị truyền thông Trung Quốc Tena cách đây ít lâu, cùng tài liệu rò rỉ trên website Xiaomi cho thấy đó là chiếc điện thoại Redmi 6 Pro, một biến thể thuộc dòng Redmi 6 mà Xiaomi đang phát triển. Theo CSM Arena, cấu hình cơ bản của Redmi 6 gồm màn hình 5.84 inch Full HD Plus, vi xử lý 8 x 2GHz có thể là MediaTek Helio P60, cùng tùy chọn RAM là 2GB hoặc là 16GB và ROM là 3 hoặc là 32GB. Camera kép 12MP cộng với camera phụ là 5MP, pin 4000mAh. Cùng với Redmi 6 Pro, website Xiaomi cũng để lộ mẫu Fold LED Mi Max 3 với màn hình 6.99 inch, tỷ lệ 18:9, kích thước tổng thể bằng Mi Max 2, vi xử lý Snapdragon 710, RAM 6GB cùng viên pin cực lớn là 5500mAh. Các tin đồn khác cho rằng Mi Max 3 còn hỗ trợ sạc không dây và cảm biến bóng mắt. Trước đó là CEO Legend xác nhận sẽ ra mắt Mi Max 3 vào tháng 7. Thiết bị cuối cùng trong đoạn mã từ website Xiaomi là Mi Max 4. Thông tin về sản phẩm hiện tại cũng khá ít, nhưng có thể hy vọng mẫu tablet mới sử dụng Snapdragon 660, camera sau 13MP, camera trước là 5MP và viên pin là 6000mAh. Ngoài thời điểm ra mắt Mi Max 3 là tháng 7, cả Redmi 6 Pro và Mi Max 4 chưa có ngày trình làng chính thức. Mizu S 2018, hay gọi tắt là Mizu 6S, là chiếc điện thoại đầu tiên của Mizu được bán tại thị trường Việt Nam. Chiếc điện thoại này có sở hữu màn hình với tỷ lệ 18:9. Để theo kịp xu thế hiện nay, Mizu trang bị cho chiếc smartphone của mình màn hình IPS với tỷ lệ 18:9. Màn hình này có kích thước là 5.7 inch, độ phân giải HD Plus và cho không gian hiển thị chiếm 83,3% mặt trước. Bên cạnh đó, bề mặt màn hình cũng được phát công 2.5D. Sức mạnh phần cứng của máy đến từ chip Exynos 7872, 6 lõi, Cortex A73x2 xung nhịp 1.9GHz và Cortex A53x4 tốc độ là 1.6GHz. GPU Mali G71, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, có khay cắm thẻ nhớ microSD với dung lượng tối đa là 128GB, dùng chung với khay cắm SIM 2. Hệ điều hành Android 7.0 Nougat được tùy biến trên giao diện Flyme OS 6.2. Camera chính của Mizu S 2018 có độ phân giải là 16MP, khẩu độ f2.0. Máy ảnh này được trang bị đèn flash LED kép, hỗ trợ lấy nét theo pha, quay video Full HD, trong khi có camera selfie có độ phân giải 8MP, khẩu độ f2.0. Máy được trang bị viên pin dung lượng 3000mAh, tích hợp công nghệ sạc nhanh, giúp máy sạc từ 0 đến 52% trong vòng chỉ 30 phút. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin VNews ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VNews Channel. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.